ăn cá đá, ăn đơm nó càng không. Mà phức là ăn đơm nó đến phân lúc hay không thế. Đúng rồi, sai mà. Kèo dượt nó rồi đi kèo dượt đó. Nó review nhà cổ đó. Chơi tầm lại thì á. Mà nè, mình ta nốt nó không lại nữa. Chơi xa xỉ cái nó cái ao nó nè chèn chơi là một thế thoát nó thoát lại nè nếu được theo dây chưa cầm nải cho bọn nè chưa tập bòn cho nam nó cờ ngó. Ồ, ông Tam Đa Phúc Lộc Thọ. Ồ. Này tên. Nhàng nuốn đúng không? Hôm nay chúng ta nhàng nuốn đó này. Cắm lai á. Cắm lai nhàng nuốn đó. Lăng na nó nèng nửa nó nhưng mà rồi sẽ chơi ông pì dương cái lắp tới chẳng chơi đẻ nhụm nhưng mà nó đứng nu theo cục nu á à chơi mà vừa trụ dùng cái nam mà chơi lợn nó bọt á à chơi nó à chơi chẳng chắc chơi xa xỉ á ủ á sẽ chơi. Gần nhà bật đi nhầm đấy. Gần nhà đỏ lắm. Vô chơi cầm nạc tên. Quá à. Cắt xui là nạc cải lên thế. Chơi mùi rọc rồi lẹn. Mùi lưu văn mùi. Mình chung là trò rưỡi nè và lược lần rưỡi nè. Ai da. Hà lịp thơi chắc rưỡi thay ngó nè. Ờ, có ai rạch đấy nè. Lạch tới nè, hà lịp thay lạch cho con nó sơ tạch nè. Thôi à, thế nên lạch với rưỡi. Lạch với tỏn nè. Đấy, nó sẽ tất đầy mẹ, đầy bà rã. Ôi dồi ôi, cầm nải nó bó. Nhà gỗ mà bà thầy đi hết chút nè. Đúng rồi, bà thầy bàn tà lấy á, thịt lì á. Thịt lì á, tà lấy dưỡng bên đây xuân cho bà xuân y cà rộm thế nó, bà nó xin xùm rõ. Anh á, làm phụt cầm ổi khang không nói việc. Bà đọc chùa cà rồi á. Đọc chùa cà rồi, mưa cà lan mưa rồi nên chẳng. À, bà nên dưỡng tư cà lông thú bè mùi đi đó, đi vọt đúng không? Bà nó xa hạt, anh á, mua khoa thịt lì á. Bây làm chùa miếng phân nhiều chùa tôi biết thôi ỏ hết nó biệt phố mình trên phố mặt cửa nhá đông bệnh.